Kính thưa quý vị, có chuyện tiếp theo liên quan đến vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ. Cho đến bây giờ, mỗi lần xảy ra những cái vụ biến động ở bờ Trung Đông, 10 lần liên tục, giá dầu hỏa giá tăng gấp bội. Ngày hôm qua, câu chuyện xảy ra giữa Iran bắn qua bên căn cứ của Mỹ ở Iraq. Qua khoảng 4 tiếng đầu tiên, giá dầu hỏa gia tăng, nhưng sau đó thì lại giảm. Đây là câu chuyện lần đầu tiên xảy ra, chưa bao giờ giống như thế. Quý vị có một số gọi điện thoại Dương Hàm giáo sư, tôi có mấy người bạn nói rằng thôi chết rồi, nếu vậy bây giờ dầu hỏa nó tăng như thế này chắc kỳ này lại đắt lắm. Thì tôi có thưa với quý vị đó rằng quý vị yên tâm đi, lâu nay thì đúng, nhưng mà hôm nay thì khác rồi. Là vì quý vị đừng quên rằng Hoa Kỳ bây giờ đã có của ăn của để, có nghĩa là dầu hỏa xài không hết, còn nếu bán cho thiên hạ. Sở dĩ lâu nay có những tình trạng biến động ở Trung Đông thì giá dầu hỏa tăng là vì Hoa Kỳ vẫn phải mua 6-7 triệu thùng dầu thô mỗi ngày. Cho nên nhà máy lọc dầu bị đặt bom, tình trạng dầu bị khủng hoảng, rồi các công ty sản xuất OPEC giảm dầu, nó đều làm cho giá tăng lên. Còn Hoa Kỳ bây giờ là bình chân như vậy, thiên hạ hết dầu, Hoa Kỳ vẫn thừa dầu bán cho thiên hạ. Vì với cái lối khai thác dầu mới, gọi là khai thác theo kiểu phiến đá, tức là họ lấy dầu từ trong các khe đá ra, họ xài không hết, họ dư đem đi bán. Vì vậy cho nên hôm nay giá dầu vẫn như cũ, lắm chỗ dầu còn hạ. Bây giờ cũng vẫn trung bình 315-310, và xăng đắt là Texaco giờ này cũng chỉ 3 đồng 39, 3 đồng 49. Cho nên chúng ta phải hãnh diện mà nói rằng Donald Trump là một nhà kinh tế lỗi lạc, Donald Trump là một nhà chiến lược chiến thuật tuyệt vời, Donald Trump là một vị lãnh đạo quốc gia mọi người, mọi quốc gia đều thèm khát. Và giá dầu hôm nay cũng vẫn luẩn quẩn ở 60-65 đô la một thùng, trong khi Nga và các quốc gia dầu hỏa đều muốn tăng lên đến 200 đô la một thùng, như là những năm trước đây 150-170. Nhưng mà cái ngày đó xa rồi, và càng ngày sẽ càng xuống nữa. Lâu lâu Mỹ nó cũng muốn giúp cho Nga có thêm tiền, nó để cho giá dầu thả nổi floating, thì giây phút đó Nga được kiếm nhiều tiền hơn. Rồi chúng ta lại có cái giá vàng, một khi mà giá dầu tăng thì giá vàng cũng tăng theo. Giá vàng bây giờ cũng vẫn 1.500, 1.400, 1.500. Cái con số 2.000 sẽ đến, nhưng mà không phải hôm nay. Cho nên điều này cho chúng ta thấy rằng tình thế kinh tế của Mỹ vẫn ổn định, và cái giá dầu của thế giới không thay đổi. Từ đó ảnh hưởng chiến trường Trung Đông không có gì đáng kể. Iran cũng như là các quốc gia cộng sản, nếu khôn ngoan thì bây giờ nên theo Mỹ. Chúng ta không cần phải là chính trị gia, kinh tế gia, tiến sĩ này, thạc sĩ nọ, dẹp. Chúng ta nói chuyện bà già chầu, ba bà đi bán lợn xề. Tại sao vậy? Là vì chỉ có một nguyên tắc. Trong cuộc đời này, mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Có thế thôi. Rồi quý vị sẽ hỏi bảo, thế thì tại sao mấy năm trước Obama làm cho thế giới khinh nước Mỹ và nước Mỹ phải đi vay nợ của nước Tàu? Bảo dễ hiểu thôi. Cũng giống như trong gia đình, có phải người đàn ông nào cũng là một người cha làm cho hàng xóm nể vợ nể con đâu. Có lắm những người cha, người chồng làm cho hàng xóm khinh thường vợ và khinh thường con cái. Lâu lâu mới có được một người cha làm cho vợ và con cái nở mày nở mặt với bà con hàng xóm.
chứ chưa nói đến ruột thịt. Có lắm người đàn bà sống với người đàn ông mà người ta vẫn cảm thấy đau khổ. Họ cũng chỉ mong cho một ngày đẹp trời để họ thoát ra khỏi cái ngục tù. Thì với những người đàn ông như thế, ngay người ăn ở với mình đầu ấp tay gối mà còn sợ sệt khinh rẻ như vậy, thì làm sao hàng xóm người ta quý mến. Thì Donald Trump cũng vậy thôi, là một người cha, người chồng tuyệt vời trong gia đình. Quý vị nhìn thấy con cái Donald Trump có phải một đứa hai đứa đâu, 5-6 đứa mà không có một đứa nào ăn chơi tội lỗi, không có một đứa nào hút sách chỉ ke ma túy. Là vì Donald Trump là một người cha tuyệt vời, vợ rất đâu ra đấy, vợ lớn ra vợ lớn, vợ bé ra vợ bé, người đến trước kẻ đến sau, rất yêu thương chồng. Người nào nghĩ đến Donald Trump đều ứa nước mắt, vì Donald Trump là một người chồng tuyệt vời. Thế thì đối với chính trị nước quốc gia cũng vậy. Donald Trump nói 3 điều, làm hết cả 3. Ông ấy nói nhiều mà chúng ta cần 3 điều thôi. Thứ nhất, khi ra tranh cử, trước khi ra tranh cử, ông ta đã nói với bà Oprah Winfrey, cái bà da đen của đài truyền hình số 7, khi hỏi rằng ông là một tỷ phú trẻ tuổi đẹp trai, thế thì bây giờ ông có tính chuyện ra tranh cử tổng thống không? Donald Trump trả lời như thế nào? Tôi chỉ ra tranh cử khi nước Mỹ xuống hố. Thế thì quý vị thấy 8 năm tổng thống của Obama không còn chỗ nào để mà xuống. Nợ thì lên đến 20.000 tỷ. Vay cả thằng Tàu. Mà thằng Tàu là một cái thằng mà Mỹ lâu nay nuôi cho nó giàu, cho nó có tiền. Trước kia là nó khố rách áo ôm. Mà giờ này phải ngửa tay cầm của nó hàng ngàn tỷ đô la. Quý vị thấy nhục nhã không? Lính của Mỹ thì bị cái thằng Ira khùng khùng điên điên bắt nhốt mà bắt quỳ phải xin lỗi. Mà cái thằng John Kerry còn lên trên truyền hình nói rằng cảm ơn sự đối xử tử tế của chính phủ và nhân dân Iran. Obama lại thuê tàu bay Thụy Sĩ chở hàng 100 tỷ đô la đem qua cho Iran để nó khủng bố. Rồi qua đến gặp thằng khùng Khamenei thì cúi đầu lạnh 90 độ. Tổng thống kiểu gì? Obama qua gặp thằng da vàng Akihito cũng lại 90 độ. Qua thằng tàu Tập Cẩm Bình để nó khinh rẻ, nó bắt chui ở đuôi tàu bay đi xuống. Nước Mỹ nhục nhã như là thời Jimmy Carter, Jimmy Carter. Cho nên quý vị thấy một người tổng thống như thế, thất nghiệp phải lên đến 8-9 chấm, không có việc làm, những nơi mỏ đóng cửa không cho người ta khai thác, để cho tụi Ả Rập kia nó cơm no bò cưỡi, nó lại đem cổ da trắng chặt. Nhục nhã ơi là nhục nhã, có phải không? Những người nào bênh vực Obama kể đi. Tôi không có bênh vực Donald Trump. Tôi chỉ nói là sự thật, Donald Trump đã làm cho nước Mỹ lời hứa đầu tiên, khi nào nước Mỹ xuống hố tôi ra tranh cử. Và khi ra tranh cử, câu đầu tiên muốn làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Hai câu. Câu thứ ba, làm cho nước Mỹ kinh tế giàu sang. Thì cả ba câu đó chúng ta thấy ông ta làm được hết. Và nước Mỹ vĩ đại trở lại thật. Thế giới bây giờ nơi nào nghĩ đến Mỹ là sợ. Có ông tổng thống nào mà dám đem đi bắn thằng Iran như vậy không? Tức là vĩ đại. Mà có một quốc gia nào mà ngồi 6.000 cây số điều khiển tàu bay để bắn chết cái thằng chùm khủng bố, như là Donald Trump đã ra lệnh cho ngũ giác đài bắn phi cơ không người lái, bắn chết cái tội khủng bố Soleimani, là thủ phạm đã giết hàng ngàn người Mỹ trước kia. Hàng chục năm nay ai cũng sợ. Obama sợ, Bill Clinton sợ,
đến lượt Donald Trump tiêu diệt. Rồi cái thằng khủng bố El Baghdadi, nó bắt đàn bà con gái da trắng, nó hiếp rồi nó giết, không ai dám đụng đến. Donald Trump diệt luôn. Như vậy không phải là tuyệt vời à? Giờ quý vị bảo ông ta dở ở chỗ nào? Cho nên là nền kinh tế Mỹ nó vững mạnh. Lâu lâu bây giờ các anh ngồi hù, Donald Trump chưa làm tổng thống thì các anh gọi là tiến sĩ này, kinh tế gia này, kinh tế gia kia, Nobel Prize, viết cái thơ nói rằng nếu áp dụng Donald Trump thì nước Mỹ này sẽ tàn mạt. 3 năm nay rồi có tàn không? Và cả thế giới bây giờ vẫn bỏ tiền vào nước Hoa Kỳ, và tình trạng này còn tiếp tục. Hóa ra những cái tay gọi là trí thức gà mờ, rờ mu voi, rờ vòi voi, không biết cái gì cả, đem mà đốt sách. Rồi chúng ta có một câu chuyện khác, đó là câu chuyện bảo nếu mà bây giờ mà nước Mỹ mà đánh nhau với nước Iran thì Mỹ có cái loại vũ khí gì để mà tiêu diệt Iran? Bởi vì lỡ Iran mà có nước Nga nó dính vào, vũ khí nó tối tân, thì theo lời phân tích của nhà bình luận về quân sự của Hoa Kỳ là ông đại tá Helfi, ông ta là một người cũ, đã từng là người nhái trước đây, coi đơn vị nhái. Ông ta bảo quý vị đừng lo, nước Mỹ có hỏa tiễn Tomahawk, nước Mỹ có F-22, F-35 tàng hình, nước Mỹ có B-1, B-2 và B-52 chiến đấu cơ gọi là pháo đầu bay. Rồi Mỹ có những hàng không mẫu hạm nguyên tử và những loại phi cơ tàng hình cả thế giới không có. Cho nên chúng ta mạnh mẽ tin tưởng Donald Trump sẽ là một vị tổng thống trong năm 2020 tới đây và làm cho nước Mỹ oai hùng như lâu nay, đồng thời sẽ làm cho nước Mỹ tuyệt vời đối với thế giới. Xin ơn trên phù hộ chúng ta.